Bao nhiêu cái tình yêu thương hẹn hò, nào là biển, nào là núi gì cũng, biển thì muốn lội mà núi thì cũng chèo. Mà nó lội qua biển, nó chèo qua núi, là lúc mà nó thấy mình còn được, nó mới chèo tá lả âm binh. Còn khi mà trời ơi trời, mình te tua tả tơ rồi, hố nó còn chưa nhảy qua, nó chứ đừng nói chi mà núi. Cái hố nó còn không muốn bước qua, hiểu chưa? Quý vị thấy à, có những người phụ nữ lúc mình đẹp, bao nhiêu chàng trai nó ghình gọc mình, săn đón, thấy chưa? Nhưng mà bao nhiêu thằng nó chưa chắc có một thằng ngon lành. Nó không, có khi không có thằng nào ngon lành luôn á. Khi mà mình mà nói anh, em vừa đi khám bác sĩ, bác sĩ nói em bị ung thư ngực. Nó nói gì? Ung thư ngực hả? Ghê quá. Đầu nó lui, nó lui gót. Cái thằng nào mà nó lúc đó dẫn đến nó lo tới mình là thằng đó thật. Còn cái thằng nào mà vừa nghe vậy mà mình thấy một tuần nó lết 4-5 ngày, có những lúc mà mình không mở cửa nó vẫn đứng ngoài sân. Mà nó nghe vậy mà một tuần nay nó không đến ngày nào là mình biết rồi. Nó cháy nhà mới lòi mặt chuột, hiểu không? Đó, hãy coi, nó lật bàn tay dễ dàng, hiểu không? Nó nên đương thờ thì kẻ đón người đưa, hết thờ thì đi sớm về trưa một mình. Mình đừng có gì cái danh phù phiếm đó mà để bản thân mình phải đưa mình vào cái bị hụt hẳn. Quý vị coi trong cái xã hội này bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng bước lên sân khấu một cái vỗ tay rộ mé, vậy mà được bao lâu thời gian có khi lạnh lẽo không ai ngó ngàng. Nó phù du ảo ảnh đó quý vị. Chúng ta không phải vì những điều đó mà chúng ta đi phũ phàng đối với cái cuộc đời này, nhưng chúng ta phải hiểu nó để chúng ta đừng bị nó hắt hủi mình, hiểu không? Dù nó đến với mình hay nó không đến với mình thì mình vẫn là mình như thở nào. À, mình phải cười, mình phải vui, phải sống cho đặc biệt đó. Nên Phật pháp là cái gì? Cho mình cái gì? Phật pháp là cho mình một cái điểm tựa bình an. Mà điểm tựa bình an đó, nó không có một con người nào cho mình bình an được. Mà điểm tựa bình an đó là mình nè. Mình mới là điểm tựa bình an. Mà muốn mình có được điểm tựa bình an thì bản thân mình phải có một cái pháp an, mình phải áp dụng được, để người ta đến với mình cũng an, mà người ta không đến với mình cũng an, mình đi lang thang cũng cười cũng vui, được không? Tại sao mà mình không áp dụng cái pháp này? Không lẽ bây giờ chồng bỏ mình rồi mình treo cổ tự tử? Không lẽ vợ bỏ mình rồi mình chán nản cuộc đời này? Không có, không có. Thấy không? Tôi luôn luôn là có lập trường chính, chuẩn, chứ không thể nào tôi sống vậy được. Có một cái cô kia có nói, thà lúc trước không có chồng, chứ giờ có đứa con rồi mà nó bỏ cũng khổ ghê thầy. Những Đức nói, cô hãy tính kỹ rồi đi, có một đứa mà nó bỏ thì cô lờ được một đứa. Tính gì thì cô thấy lờ rõ ràng, thì nhờ có nó bỏ công ra mà mới có một đứa, thì nó đi mình lờ một đứa, hiểu chưa? Tính vậy thì mình thấy mình đâu có cô đơn, thấy không? Nó mắc cái này còn cái kia. Cô toàn là tính con đường mà gọi là tròn vẹn không thì sao được, hiểu không? Đó, mình mà hiểu được nguyên lý này thì bị sống tự tại không? Quá tự tại. Còn nếu như mà không có ai, không có ai ngó ngàng đến chứ. Cái cô đến gặp như thế có nói là nhìn người ta thì kẻ đón người đưa, mà con sao vô duyên kỳ quá thầy. Cứ là chòm sớm ba mẹ cũng nói mày vô duyên, mày không có ai để ý, mày không ai ngó ngàng đến mày.
Ai mà đến coi mày tao gả phức cho rồi. Con giết trong lòng con cũng buồn ghê thầy. Nhưng Đức nói cô buồn chi vậy? Bao nhiêu đứa đi có chồng nó khóc mẹ khóc con kìa. Giờ cô không có chồng, cô không có khóc, cô cũng muốn đi khóc nữa. Không, mình đụng đầu nào mình giải quyết đầu nấy quý vị. Hiểu chưa? Có chồng thì nói tới có chồng, mà không có chồng thì nói không có chồng. Có người yêu thì mình nói là có người yêu, còn không có người yêu mình nói theo cách không có người yêu. Hiểu chưa? Nói cô đâu phải là vô duyên, mà cô chỉ có cái là không có duyên thôi. Tôi nói trời là trời, sao thầy nói mà vô kỳ cục ghê. Thì vô duyên chứ không có duyên thì nó có một chứ gì đâu. Xong Nhật Đức nói rằng là bây giờ Nhật Đức giải thích rộng một chút xíu. Không có duyên là có nghĩa là cô không có nợ. Đúng không? Cô không có thiếu nợ. Mà đã là không có cái nợ, làm sao mà đến nhau được? Hiểu chưa? Nó chỉ là có duyên gặp nhau nhìn nhìn cười nghe thôi. Không có cái nợ thì nó không có đến với nhau. No, cô không có cái duyên là do cô không có cái nợ. Cô không có cái nợ thì cô không có duyên. Thấy chưa? Nên á, bây giờ cô muốn nợ không? Cô muốn nợ không? Dạ không. Đó, ai mà ngu gì đi muốn nợ. Không có nợ nó khỏe. Cô đi hỏi tất cả những con người ở trong cái cuộc đời này đi, muốn thiếu nợ hay là không muốn thiếu nợ? Nói ai cũng là không muốn thiếu nợ, đúng không? Nó ai trong cuộc đời này bây giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị muốn nợ quý vị đưa tay coi. Nó không có một người nào đưa tay lên chứ. Vậy bây giờ cái người mà không có ai ngó ngàng đến, không ai cưới, vậy thì người này là do không có nợ. Cái người này mới là cái người hạnh phúc nhất trong cái cuộc đời này nè. Chúc mừng cái người mà không có thằng đàn ông nào ngó ngàng đến. Chúng ta cũng chúc mừng an ủi cho những người có nhiều thằng ngó đến. An ủi thấy chưa? Nó nên đến hay không đến gì cũng phải tu. Không, đến không đến thì cũng phải tu. Ví dụ như bây giờ không có thằng nào ngó đến thì lỡ đây những đứa ngó chưa? Không có thằng có tóc ngó thì lỡ thầy chùa ngó. Thì chùa ngó nó còn nguyên vẹn. Ngó hoài cũng không sức miếng thịt. Muốn mấy thằng có tóc nó ngó để sức tùm lum. Hiểu chưa? Đó, nên từ nơi đó mấy cô nào mà không có thằng nào ngoài đời ngó hết trơn thì vô đây. Những đứa kêu mấy ông thầy trong chùa ông ngó giùm cho. Ngồi xuống đi. Bắt ghế cho ngồi. Kêu nguyên một vàng mấy thầy mấy chú trong chùa đi sớt qua sớt lại không có. Thấy không? Nó hạnh phúc biết bao. Hiểu không? Nó. Mà bây giờ mấy bà đòi là ngó xong mà mấy bà còn đòi nữa thì không có được. Nó chỉ ngó giùm thôi. Nó ngó nó nhìn giùm thôi. Nghe chưa? Hiểu không? Vậy là được rồi. Nó bây giờ vậy thì làm gì có cô đơn nữa quý vị. Hiểu được nguyên lý này rồi là cha mẹ cũng có nói con mày vô duyên này kia được. Mày tao thấy mắc cỡ quá. Sớm thì ai cũng có người ta họ cưới hỏi. Còn mày từng tuổi này 30 tuổi mà không ai ngó mày. Lỡ thờ. Mình trả lời làm gì lỡ thờ.
cái thờ của con lúc nào cũng thịnh nhưng mà lỡ. Hiểu không? Cái con thấy con mén xóm dưới á, nó mới có 18 tuổi là nó có thờ rước nó đi à. Bên nay nó mới có 24 tuổi mà nó tay bồng tay ẩm, cái bụng trình bình, con thấy nó mới là hết thờ. Ba mẹ sao có nhìn ngó được cái gì hết trơn. Ba mẹ không coi đứa con của ba mẹ bình thường thì ba mẹ nó hết thờ. Cái đứa mà nó bị sình bụng trình tràng ban thì cha, ba mẹ nó có thờ. Sao kỳ vậy? Thấy không? Từ đó đó hiểu rồi thì tự nhiên quý vị thấy không, mình không có duyên gì thì mình đi vô chùa mình tu đi, vô đây nuôi mấy bà già đi, duyên mình bao la, hiểu không? Vô đây hộ trì Tam Bảo à, mình tu hành. Quý vị thấy thì đến chùa không, nghe tự nhiên nó cởi mở tâm tư vui không, cừ rổ à. Rồi bắt đầu là lay quay cái tối đêm nay lễ đêm năm trong danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nữa. Đúng không? Nó nhiều vị Phật tử thì về dự lễ vì thấy nó ủa sao mà thấy thầy Nhuận Đức cũng lên giảng cái đâu mất tiêu luôn trời. Quý vị biết rằng cũng thông cảm là nếu những đức mà không dưỡng sức làm sao mà 4 ngày nổi quý vị. Có nhiều phái đoàn nói gặp đồ này kia, những đức nói giúp giùm. Nếu như những đức mà tiếp cái nữa là những đức nghỉ giảng luôn, hết lễ Quan Âm nổi luôn, thua liền à, thấy không? Nó, nên quý thầy trong chùa mình rồi thì công việc làm suốt, nên từ nơi đó mà mỗi anh em đều là cố gắng. 4 ngày không đơn giản quý vị. Ừ. Dưỡng hơi dưỡng sức một chút để mà mình làm được cái việc mà mình đưa lên cái chương trình nó cho nó đàng hoàng. Chứ không thôi nó gãy gánh giữa chừng. Cái nhiều người ta nói nói cho cố đi. Giờ cuối cùng gớt rồi kìa. Tôi nói mà thế nào cũng chết. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà quý vị về đây thì những đức tiếp quý vị gì là dữ lắm rồi đó. Hiểu không? Giờ mình nghỉ ngơi được để mình tu nữa. Ngồi cũng nói vậy à. Chứ nói gì giờ? Không có gì để nói nữa chứ. Còn muốn nói chuyện khác thì hẹn dịp khác đi. Dịp này không được. Nãy có cái đòn nào nói phá thai 2 lần rồi muốn đưa cho Hương Linh đi đến đây ở. Trời ơi, Hương Linh nó muốn ở thì nó ở thôi. Nói, nhờ thầy xuống thì cho nó ở. Nó trời ơi, thì vô chùa thì người sống vô chùa mà đàng hoàng thì cũng ở được tu. Còn người mắc thì muốn ở đây tu thì vô đây cũng đàng hoàng thì ở tu. Đạo Phật từ bi mà. Thì chỗ nào có người ở thì người ở, chỗ nào hương linh ở thì hương linh ở. Chỉ cần vô đây đàng hoàng, chịu tu thì là ở được thôi. Hiểu không? Bây giờ hương linh lớn hay hương linh nhỏ, hương linh bé gì cũng vậy, chỉ cần vô đây ngoan, chịu niệm Phật thì ở à. Người sống gì, vô đây chịu niệm Phật, nghiêm túc đàng hoàng, chấp hành quy củ thì ở thôi. Nhớ. Nên từ nơi đó thì cứ ở chùa đi, niệm Phật để cầu sanh cực lạc là được rồi. Chứ giờ mình gặp mình nói cũng có thấy gì đâu. Nói giống như mơ hồ, không thấy gì chứ. Thấy cái bà đó không? Có nhiều bà mới gặp mới hỏi thầy. Thầy nhìn coi thầy thấy coi bên cạnh coi có ai theo không? Như Đức nói có. Tại sao lưng bà có mấy người đi theo? Đi theo chung với bà hỏi thầy nhìn con coi có ai theo con không thầy? Chứ nó có kìa. Trời ơi thầy nhìn được luôn thì ghê chậu. Nhìn luôn thấy
Thấy có người đi theo luôn hả thầy? Nó, đúng rồi, nhìn thì thấy chứ. Nhìn thì thấy chứ, sao không thấy? Con trai gái thầy. Trời ơi, nhìn thì biết trai gái chứ, hai đứa con gái, một thằng trai. Trời ơi, ghê thiệt. Hai đứa gái thằng trai luôn. Ồ. Xong những Đức nói nè, hai đứa gái đứng nè với thằng trai nè. Trời ơi, cô nói là cô nói Hương Linh kìa. Trời ơi, đúng là người ta muốn cái gì nó xa vờ ngộ ghê. Con mắt người bình thường mà kêu nhìn Hương Linh, đúng không? Chừng nào mà tôi là Hương Linh đi, tôi sẽ thấy Hương Linh. Hiểu không? Chừng nào tôi là Hương Linh, tôi sẽ thấy Hương Linh à. Còn bây giờ tôi là con người thì tôi không thể nào thấy Hương Linh được. Hiểu không? Hai cảnh giới nó khác nhau. Cái không gian di thứ nó không phù hợp, sao thấy? Mình phải đi theo cái trạng thái tự nhiên. Tự nhiên bình thường thì là đúng. Nó không tự nhiên, nó không bình thường thì là điên. Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó mà mình phải là bình thường. Chứ mình đi học đạo mà đừng có đòi hỏi cao xa. Cái việc mà đem Phật pháp để giúp cho mình nghe để an tâm là điều quý rồi. Nó chấn chỉnh cái tâm mình để cho tốt là được rồi. Nhớ nghe Phật pháp nó chấn chỉnh cái tâm mình quý vị. Ví dụ như quý vị nghe quý vị cười quý vị vui đúng không? Là nó chấn chỉnh cái tâm quý vị, còn gì nữa? Những cái điều mà nó co thắt trong lòng mình, nó đang bị bối rối á, thì tự nhiên những nụ cười, những niềm vui này nó chấn chỉnh cái tâm quý vị lại, rõ ràng còn gì. Nên thí dụ như nếu mà nó rối mà quý vị lằn đầu mối, quý vị gỡ rối thì nó càng gỡ nó càng rối. Nó rối của cái nghiệp chướng là càng gỡ nó càng rối. Nhưng mà chỉ có một cái pháp mà để trụ vào nó thì tức khắc nó tự biến mất cái chỗ rối đó. Cái chỗ buồn rối á, là càng đi sợ thì nó càng tăng. Mà chỉ có nhớ Phật thì tự nhiên quên cái buồn. Mà quên buồn là quên đất rối. Đó. Cái pháp đó, cái pháp là ngay chỗ đó đó. Thấy không? Nên tất cả chúng ta tại sao buồn hoài? Tại chúng ta nhớ buồn. Chúng ta nhớ buồn mà nó buồn hoài. Thí dụ như bây giờ trong cái cuộc đời mình, thí dụ như mình sống với chồng mình nó lỡ, nó nóng tính, nó tán vô mặt mình cái bớt. Nó tán cái xong rồi, chỉ có một cái. Nhưng mà tại sao mình lại nghĩ nó để là nó tán mình vài cái? Là mình nằm mình nghĩ tới rồi mình khóc. Rồi mình không ngủ được rồi mình nghĩ tới nó tán mình khóc. Mình nghĩ tới là ngày xưa nó nói bao nhiêu lời yêu thương, quý mến mình, mà bây giờ tại sao nó tán mình, rồi mình ấm ức, rồi mình tức tử, mình nằm đó mình. Rồi ai mà vô hỏi, ủa em sao mà em buồn dữ vậy? Thấy không? Là giống như mình á, chỉ có một cái tán tay thôi, mà cuối cùng mình bị tán thêm bao nhiêu cái tán tay nữa. Là tại mình trụ vào cái bị quýnh đó đó. Mình mới đặt câu hỏi trong tâm mình, tại sao? Tại sao thương tôi bao nhiêu lời hứa hẹn nói tốt như vậy mà bây giờ quýnh tôi? Và tôi là một người phụ nữ tốt như vậy, chỉ gia đình, làm vợ tốt, làm mẹ tốt, làm dâu tốt, mà tại sao quýnh tôi? Bao nhiêu cái điều mình tốt đó mình lại để trong tâm mình để nghĩ mình là quá tốt. Và tại sao đánh mình? Lý do gì đánh tôi? Mình chấp vào là lý do gì đánh tôi? Đó là vì mình không nghe đạo, mình không hiểu nhân quả. Nên mình cứ cho rằng là mình tốt thì không được đánh mình. Nhưng mà cái quả báo là dù cho đời này mình tốt, nhưng mà mình đã thiếu người ta một cái tát tay hay một chục cái tát tay, thì người ta phải tát mình để mà nó dễ quá giải ở cõi này. Hiểu không? Chứ nếu như nó không quá giải cái tát tay ở cõi này, thì chúng ta phải trả ở dưới địa ngục mà quỷ sứ nó cầm cái cây sắt nó đập vô mặt mình. Cây sắt nó đập vô mặt mình nó kinh hơn là cái tay tát vô mặt mình. Nên mình trả ở đây một mà mình không chịu trả, mà mình muốn trả 1.000, 1 tỷ ở dưới địa ngục sao? Nên hiểu được nguyên lý này rồi, khi mình bị một cái vấn đề gì trong cuộc đời này, đừng đặt câu tại sao. Khi mình đặt cái câu tại sao là nó rất rối dữ lắm. Nó rối mà không gỡ được luôn. Đừng đặt câu tại sao, mà hãy nói với chính mình, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì.
Thấy không? Hay không? Đó, các vị nghe mấy cái chỗ huyền thoại chi âm này nè. Nó nhớ nghe. Nó, cái cừ cái vui kia là nó tốt để nó dẫn dắt đó, nó cỡ cái tâm mình ra. Nó cỡ mở cái tâm mình ra. Rồi nó mới đem cái điều thật để vào được. Còn nếu như mà cái tâm mình mà không cỡ mở ra đó thì không thể nào mà mình nghe vào pháp được đâu. Mình có nghe nó cũng chéo bên ngoài không à. Nên trước nhất phải dẫn dắt cho người ta vui trước để con mắt sáng lên. Hiểu chưa? Vui thì con mắt nó mới sáng. Giống như ngoài đời người ta mỗi lần người ta vui cái gì là nói vui rồi sáng mắt rồi phải không? Đúng không? Buồn là tối mắt rồi phải không? Buồn là mắt. Buồn còn vui. Thấy không? Nó nên khi mình vui là con mắt mình nó rất tỉnh nha quý vị. Mà cái tần số vui nó tích tụ nguồn năng lượng cao lắm. Mà khi cái năng lượng cao nó giúp cho người mình tỉnh. Rất là tỉnh. Đó. Chứ mà về đây mà đông người gì á, cái chỗ ở mình chặt quá. Có những người tội nghiệp người ta ghê. Người ta ra băng ghế đá người ta ngồi người ta đợi chút ta vô chánh điện. Có khi người ta lên chánh điện đây người ta nằm giặt nằm dựa trên đây người ta chờ giờ giảng. Ừ. Bữa lên mà mình mà không giảng được đó là người ta buồn lắm. Nói chờ từ sớm giờ lên tưởng đâu nghe được cái gì hay hay. Toàn là nghe cái giống ôn gì không. Hiểu không? Giảng cái gì đâu không, không được lợi ích gì chứ. Nãy giờ không cười miết nữa, buồn ngủ bằng chết. Tôi ra ngoài chút đi. Đúng không? Nó nên từ nơi đó mà mình lên mình phải phải có cái năng lượng gì để truyền trao cho người ta. Để cuối cùng người ta ngồi người ta nghe người ta xứng đáng. Đau chân chặt chội. Mùi này mùi nọ tùm lum. Đông mà quý vị. Có khi mà nhà vệ sinh mà giờ đông về mình muốn đi tắm mình thấy có cái trở ngại. Có khi như nhà mình dơ chút mình chạy đi tắm. Còn đây có khi mà mình thấy đông quá mình cũng không muốn tắm. Mà không muốn tắm nó cũng không được. Nó mang cái thân này nó ngộ vậy đó. Cái thân này là cái thân trượt quế dơ giấy. Nghe chưa? Nên mình mai mốt mà mình về cực lạc là mình không cần phải tắm nữa đâu. Sạch bóng, ngon lành. Mà về cực lạc nó không nổi một mụn. Mặt đẹp. Không có mụn đâu. Đúng không? Trắng tươi. Không cần sữa tắm gì cũng trắng. À, nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta khi mình nghe vọc pháp rồi cái tâm trạng mình, cái tâm trạng mình nó rất là vui quý vị. Mà nó phải nghe làm sao mà nó nghe nó tiếp thu được á. Nó tiếp thu được á thì thích chứ lắm. Nên quý vị biết rằng về đây mà quý vị 2000 lại mà lại được á là những cái buổi giảng này nè. Thúc đẩy quý vị. À. Bây giờ mình mà ngồi ở đây thì quý vị coi như bữa đó như Đức nói cái lợi ích cực kỳ lớn luôn quý vị ngồi ở đây rồi. Mà đời này mình chưa giảng sanh mà lỡ mình đọ đi cái người trong đây giảng sanh họ nhìn mình họ thấy mình á. Họ thấy mình họ giúp mình đó. Cái người ở thế giới cực lạc á họ có một cái năng lực là mắt thấy tặng 10 phương khắp pháp giới, lỗ tai nghe tặng 10 phương khắp pháp giới. Chỉ cần mình có một nhân duyên với người thế giới cực lạc, mình vừa than khổ quá là người ở thế giới cực lạc sẽ đến liền ha. Vì mình với họ có duyên, mình vừa nói khổ quá là tự nhiên họ nghe liền, đến liền, đến giúp mình liền. Đó. Quý vị biết rằng ở đây những Đức làm Phật sự trong chùa, khi những Đức vừa phát tâm muốn làm cái gì thôi là tự nhiên sẽ có cái đó cho làm liền. Còn cái thời cuộc mà những Đức mới xuống đây là chưa ai biết những Đức nhiều. Ở đây chưa ai biết nè. Hồi xưa những Đức trên kia 5 năm những Đức đi xuống đây đâu ai biết đâu. Phần nhiều ít ai biết. Chúng lúc đó cũng trăm mấy chục người. Gần 200. Vậy mà những Đức có một cách nào đâu. Không, những Đức nghĩ là nghe. Con người ta đúng là trải qua thời gian khổ cực nên nó gan mấy việc. Ví dụ như mình là một người nữ mà mình lấy người chồng mà tư tưởng gì thì mình thấy cũng yên tâm. Tại vì sao? Vì nó gan. Gặp trường hợp trở ngại mà nó bình tĩnh. Nên trải qua những thời gian này những Đức thấy rõ ràng luôn. Hồi lúc đó mới xuống có khi chúng
cũng chưa có quen thân gì mấy, ai cũng nghĩ ông này không có tiền, đưa ra hết chết là chết cả đám. Mấy bà già bà nào cũng cấp đó còn giữ tiền, thôi chị giữ lại đi, có gì còn tiền xe gì. Thấy cái mồi hiu hắt quá, xuống đây chùa thì cũng bự nhưng mà sao thấy tối hù, rồi nó nhiều cái lương thực thiếu thốn, giữ lại đi. Không, mình đánh được cái tâm lý họ nghĩ như vậy. Nếu như mà mình sáng nào mình cũng than là chỉ có con đường chết, vì họ đánh đúng mà. Đúng, ông này không có, đưa ra là chỉ có con đường chết. Cuối cùng lỡ gã đám, tiền xe đâu mình về. Không, ai cũng thủ đúng chưa. Chỉ còn có một cách. Cách gì? Yên tâm đi, tiền ai nấy giữ đi, tôi lo hết. Còn nói câu mạnh dạn kinh khủng không? Đánh được đúng cái tâm lý luôn quý vị. Giữ tiền đi các cụ, cụ cứ giữ tiền đi nghe, những đức lo hết, cụ cứ yên tâm. Niệm Phật lo niệm Phật đi, tới giờ lên tu, ai làm việc gì làm việc nấy. Rồi bắt đầu là bà nói sao nói cũng ghê quá ha. Ghê quá. Vậy đó quý vị. Mà có những người già mà chưa từng biết đến, mình không biết họ là ai luôn, xách cái giỏ, cái giỏ niệm. Mà mình là thường là gặp những người già là đủ duyên là mình chơi chung à. Gặp nói chuyện là nói chuyện, không có duyên thì thôi. Chứ mình không có nói cái chuyện mà giàu nghèo ở trong đây đâu. Thì vị biết rằng là gặp rồi lỡ nói chuyện chơi, nói chuyện chút để cúng dường cho chú chút đỉnh, bà cụ bà cụ, để dành xài đồ này kia để cụ. Sao đâu, thấy bà khổ không sao đâu, tôi đưa có gì lo cho chúng nghe. Xong mà thấy đem ra quấn giấy báo đưa cho một cục, trong bụng mình nói chắc tiền lẻ. Cục gì thôi chứ chắc cũng bao nhiêu đâu đúng không. Mình đem về mình nói ok, có đỡ hơn không, nghe không. Xong lấy cái tờ giấy báo ra coi, trời ơi, giấy 500.000 không, kinh khủng vậy đó. Nếu mà cả chúng xài gần 2 tuần chưa hết, thấy ghê chưa, xài 2 tuần chưa hết tiền, mua này mua kia chưa hết tiền. Mình nói đúng là linh ghê. Không, đó, trong Phật pháp cái quan trọng là gặp sự cố quý vị, thật sự quý vị có dám hy sinh về tam bảo hay không, này mới quan trọng nè. À, cái dám hy sinh về tam bảo hay không mới quan trọng, mới cảm ứng. Còn đụng một cái xanh mặt xanh mày, sao cảm ứng, sao cảm ứng. Những đức mà như vậy làm sao có ngày hôm nay. Ai giúp mình bằng chính mình giúp mình đây, thấy chưa. Đó là những đức thấy rõ ràng. Ai giúp mình, ai giúp mình. Bây giờ mình nghe lời người ta giúp mình, mà mình nghe lời người ta cũng không có dễ. Không có dễ đâu quý vị. Những đức đi trên con đường này kinh nghiệm, nên mỗi một con người chúng ta gặp Phật pháp, mỗi người nó có cái khó, chứ không dễ đâu quý vị. Đi con đường này mười mấy năm nay, những đức kinh nghiệm quá trời luôn. Kinh nghiệm trên con đường này còn hơn ở ngoài đời nữa. Kinh nghiệm sâu sắc luôn quý vị. Nên từ nơi đó mà kiên trì được cái tâm của mình. Nên những đức nói tin Phật, trong tâm có Phật thì không có sợ gì hết trơn. Tin Phật đi. Bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng Phật thương tất cả chúng sanh, mình là phàm phu mình còn thương chúng sanh, Phật nào bỏ mình. Mà Phật thì phải nhờ con người để làm, nên mới nói là người hoằng pháp, chứ pháp nào hoằng người. Thì cần dùng con người này để đem Phật pháp giới thiệu. Nên những đức ghi lại Quan Âm, những đức lại mệt quá, những đức nói Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm phải cần con để lại. Nói trong tâm vậy đó, ngài phải cần con đi lại, ngài phải cho một miếng nước cam lộ xuống đi, mệt quá rồi, đuối rồi. Cái lúc mệt quý vị, những đức nói
Ngài phải cho con miếng nước cam lộ liền. Mệt rồi, sắp sửa xỉu rồi. Tự nhiên vừa nói lên vậy, nghe vị nó giống như đâu tự nhiên máu nó nổi lên kỳ cục, hừng hực cái người lên tạo trợ lại thấy ghê thiệt. Bởi vì mình tin đã thì ra là mình phải mạnh già cũng mới được. Chứ Quan Âm coi coi mày sao, nè cũng mệt rồi nè, nghe đuối rồi đó. Bây giờ ngài có bổn nguyện dẫn dắt người ta đi niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Bây giờ con làm cái việc này mà ngài để con khan tiếng không sao được. Bây giờ con thử, con dùng cái cần cổ này con đánh tới bờ tới bến thử coi cần cổ này sao, để cho người ta thấy, để cho người ta tin, rồi mới dẫn dắt người ta tu. Ngài phải giúp con tay. Mạnh dạng vậy, còn nếu góp đài thôi khỏi làm, nghĩ bây giờ ngài có thương chúng sanh không đó. Bây giờ có người ở trong cái cuộc đời này mà họ dám làm kìa, mà họ lại đủ duyên, phải chứ họ làm mà không có ai về giúp họ làm gì. Bây giờ như Đức làm lại 4 ngày mà về đây có mười mấy người, không em nói thôi mày tự lại đi, mày có tâm mà được có mười mấy người về le que, thấy không? Thôi mày có tâm mà mày không có duyên có phước thì thôi chịu thua, mày không có dùng mày được, thấy không? Không có dùng mày được. Cũng như bây giờ đứa con mình muốn giao sự nghiệp cho nó nè, nhưng nó lại không có bản lãnh, không có phước, có duyên. Giao cho nó không khác nào giao cái quạ cho nó, hiểu chưa? Bây giờ con người ta đủ duyên, đủ phước, người ta làm thì Phật Bồ Tát nào bỏ anh ta? Phật Bồ Tát nào bỏ anh ta? Thấy không? Nó nên tư nó nói quý vị nghe gì, phải là trong lòng quý vị nó hừng hực cái tâm lên không? Bây giờ quý vị đi về đây quý vị không có chỗ ngủ, vì nằm ngay cái gốc cây. Tu xong nằm ngay gốc cây ngủ chơi vậy đó. Thằng cây lỡ quạt cho quý vị. Vì sao? Bồ Tát Tây Phương phải lỡ quạt chứ sao? Là quý vị phải về tu nghiêm túc nghe. Chứ bây giờ mà không chịu tu mà ra ngủ chim nó ỉa vô mặt cho biết. Cho biết có người bị rồi đó. Đừng có nói chuyện giỡn chết. Mới hôm kia có thằng bà bị cái chuyện này mới lạ kìa. Nó không ỉa mà nó làm gì? Nó mổ vô lỗ mũi. Ôi trời, thấy ghê thiệt. Nó kinh khủng thiệt. Mổ cái lỗ mũi, lủng cái lỗ mũi luôn. Nó sao? Bà lợi bà mét gì đi, có nói thầy nói trong chùa này con chim nó tu mà con nằm ngủ nó mổ lỗ mũi con. Nhiều đứa hỏi, nó mổ lỗ mũi bà là lúc đó bà đi tu ra hay bà nghe pháp ra? Giờ rảnh rỗi mà bà đi ngủ, bà nói là con trốn đi ngủ. Thấy chưa? Nó thật đâu dám nói giả nhà đứa đâu. Trốn đi ngủ, thấy chưa? Trốn đi ngủ nhưng mà con chim lỡ mổ lỗ mũi. Bà nói là đầu tiên nó gõ, bà tưởng đâu là cái gì nhột nhột thôi. Nhưng nó gõ 3-4 cái xong cái thứ tư nó quất một phát lủng lỗ luôn. Quý vị biết rằng nó mổ xong rồi á, nó bay lên cái cây nó làm nè, chip 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 chip. Thì bà hỏi, ủa thầy, nó tự nhiên nó mổ xong mà nó bay lên kêu chip chip là ý gì vậy thầy? Mấy bà này cái gì cũng hỏi như đứa cái ngộ ghê. Đúng rồi, tôi là người quyết định nuôi khu vực này rồi. Chim chóc gì tôi nuôi hết. Nó hỏi là đúng rồi đó. Nó nói gì vậy thầy? Nó nói bà ai mượn trốn, không chịu tu mà trốn. Mai mốt bà vô tu đàng hoàng đi, bà đến đây ngủ, chúng tôi hót cho bà nghe. Thấy chưa? Từ nơi đó bị biết rằng là không đơn giản đâu. Cái ngôi chùa chuyên tu á, dữ dằn lắm. Ngày xưa Đông Thiên Mục Sơn á, mà cái nơi mà cư sĩ Tề Tố Bình đến á, mà nơi đó là đạo tràng chưa phát triển á, mà đạo tràng đó ngày xưa là đạo tràng của ngài Chí Công Hòa Thượng, là Bồ Tát Quán Thế Âm Thị Hiện đó. Mà năm xưa á, lâu lắm rồi, sau này cư sĩ Tề Tố Bình mới đến đó mà để mà lập đạo tràng nơi đó. Mà nơi đó lúc đó là chưa có nhiều người niệm Phật, ít lắm. Vậy mà nhiều người xuất gia đi đến đó tu cái này cái kia đủ thứ,
bà giáng hộ trì. Bằng đêm ngủ thì tự nhiên nằm trên giường, sáng nằm ngoài sân. Cứ là tối nằm trên giường, sáng nằm ngoài sân. Ghê chưa? Cuối cùng mấy người mà lãng quạng đi sạch nhất, còn những người nào niệm Phật được ở. Không đơn giản đâu nghe. Nên mình đi đến cái đạo tràng chuyên tu, mình phải biết hộ trì á. Nhất là cái nơi mà chuyên niệm Phật gì nè. Cả đời những đức mà ở đây cái người giảng sanh có không ít đâu. Nên từ đó mấy vị biết, như năm ngoái những người biết ngày giờ giảng sanh chùa mình, mấy vị thấy không? Đó. Nó có nghĩa là ta đã về cực lạc rồi. Mà ta về dưới, quý vị biết cái người mà ta về cực lạc á, ta nhớ ơn nhớ nghĩa lắm. Chứ không phải như mình ở cái cõi này mình quên ơn gọi nghĩa đâu. Ờ. À. Bây giờ cả mình làm cha làm mẹ, mình sinh con mình nuôi con khôn lớn kìa, mà con mình nó còn quên ơn gọi nghĩa mình kìa, có không? Có. À, sao không có? Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị coi, cái cõi này rất dễ quên ơn gọi nghĩa. Người ta có thể vì vật chất mà ta đá đổ tình bạn, tình nghĩa con người luôn. Vì tiền mà không nói gì với đạo nghĩa đó quý vị. Có người ta bây giờ ta nói tiền là tất cả, đạo nghĩa là cọng rác dưới chân. Thua rồi. Nếu người ta nghĩ vậy thì người ta thua rồi. Quý vị phải nhớ nghe, tiền là trên đầu, tiền bạc là trong túi. Quý vị thấy phù hợp không? Có đạo nghĩa trên đầu, tiền trong túi, có tiền mới làm được ra đạo nghĩa nữa. Còn nếu tiền mà để dưới chân thì mình đang xem thường vật chất, hiểu không? Nên từ nơi đó nó có đạo nghĩa thì nó mới có tiền. Nhớ. Nó đã có đạo nghĩa thì nó có tiền, mà nó có tiền rồi nó càng tạo ra đạo nghĩa. Vì đồng tiền là do con người dùng. Nếu tâm ác thì dùng đồng tiền ác, tâm thiện thì dùng đồng tiền thiện. Thiện ác là do con người, phải không? Chứ đâu phải là tiền. Nhưng tiền nó có một cái ma lực. Ma lực gì? Vì cái ma lực nhiều có người vì tiền mà giết nhau. Anh em vì tiền mà đấu đá nhau. Cha con, mẹ con vì tiền mà nghịch nhau. Vợ chồng vì tiền mà xa nhau. Tình bạn vì tiền mà mất tình bạn. Nên nó có một cái ma lực trong cái đồng tiền. Mà cái ma lực này là do con người tạo ra để thành tham, để trở thành ma lực. Chứ không phải là đồng tiền mà lại có ma lực. Mà là ma lực là do tâm ma mình sinh ra cái lực để lôi kéo mình đi tham, đi chấp, để trở thành những con người hư hoại. Thấy không? Nên từ nơi đó phải càng rèn được cái tâm. Nên trong nhà Phật nói là tu tâm là việc đó đó quý vị. Tu tâm là việc cực kỳ quan trọng. Nghe rồi tự nhiên tỉnh. Đúng không? Hừng hực. Chưa? Nó. Bởi vì Nhân Đức nói với vị ngồi đau chân xứng đáng. Ngồi đau chân là xứng đáng á. Phải giỡn đâu. Nó. Bây giờ mình ngồi trong đây mình muốn ngáp, mình cứ ngáp đại một cái. Mình là tự tại mà. Ví dụ mình ngáp đi. Tự tại quá trời luôn. Thấy không? Chứ đừng, mình đừng có. Mình nuốt vô. Cuối cùng chút ngáp nữa. Thà mình. Xong. Cái u uất bên trong. Cái buồn ngủ là cái u uất bên trong. Mình cho nó ra hết thì con người tỉnh veo, quý vị không? Nên thí dụ như quý vị đi mắt mỏi mỏi đi, có cái cách massage mắt. Mắt nó mỏi mà. À. Mỏi đúng không? Chiều tối đó không được nhắm đủ giờ mình sáng. Mình thật sự mình không muốn ngủ đâu mà mắt không biết sao kỳ. Rồi sau cái mình nghe coi cũng thích ghê quá làm nè. Cái gì mà bà kéo đến mức mà bà kéo cho cái mỏi nhỏ quét. Ừ, ngủ lắm quý vị. Mà thật sự không muốn ngủ mà mắt mình biết sao. Mà khi buồn ngủ là nó cứ chấp nó miếng xuống.
À, không, thấy chưa? Vậy thì phải làm sao? Mắt mình. Mình mép xa mắt. Nó chớp lìa để chi cho nó tỉnh lại. Chứ ai mượn mình tới để con mắt gì cho nó ngủ. Thường là con mắt buồn ngủ là con mắt nó không chớp. Nếu mà con mắt nó buồn ngủ là nó không có chớp. Nó chớp không có nổi. Nó nặng mí quá, nó chớp không có nổi nên mình mới chơi. Cái cách là mình làm chút xíu nó tỉnh veo à, ngộ ghê á. Ờ, ví dụ những đứa bên kia mà sắp sửa qua đây giảng đi, là những đứa bên kia những đứa làm cái miệng gì nè. Cái miệng nó dẻo trước đi, nó qua nó nói chuyện mới hay. Còn mình bên kia mà gặp mà mình nằm, mình im gu một cái miệng mình. Mình qua bên đây mình nói quá nổi. Mình qua bên đây cái là anh nói không có được, tại cái miệng nó cứng, cái hàm nó cứng á, không có nói được. Mình bên kia mình làm nè. Mình bẻ hàm, mình chơi cái miệng mình dẻo, cái miệng nó dẻo chứ. Còn mình dùng cái lưỡi làm nè. Cái lưỡi nó đánh dẻo á, biết chưa? Rồi đầu mình qua mình giảng ầm ầm vậy đó, ngộ ghê. Nên quý vị bây giờ bây giờ mình gặp ai mà mình nói chuyện không được đi, mình nói chuyện mình không dạng miệng đi, mình nó già mình á. Nên già mình nó coi. Mình ngồi mình nhìn vô cái tấm gương mặt kiến mình làm nè. Đúng. Viết cái bà chắc làm dữ lắm. Về già chắc thôi các bạn. Ngồi đâu. Kêu mấy bà có chồng. Con chồng nó đứng nó nhìn nó để ý thử. Tao tự nhiên vợ tao sao nó đi chùa về. Anh nói với thằng bạn đó. Bạn của bạn. Không biết sao kỳ. Vợ tao đi chùa 4 ngày tao nó dế nó kỳ cục. Bữa nào tôi cũng bắt ghế ngồi cái mặt kiến. Tụi nó nhìn vô mặt kiến nó làm kỳ. Tự nhiên nó le lử ra. Nó xong rồi cái đầu nó làm gì kỳ lắm. Thằng kia nó hỏi mày làm sao làm nè. Ngộ quá. Quá kỳ rồi. Rồi nó làm kỳ lắm. Ô tự nhiên con mắt nó làm nè. Đúng là làm mắc cười gì đâu. Không mà thiệt. Chính những đức áp dụng thấy rõ ràng. Chính những đức là làm rõ ràng mà. Cười chảy nước mắt luôn chứ giỡn chơi đâu. Nên chính những đức là bên kia mà chuẩn bị qua đây giảng là lúc nào những đức bỏ ra gần 10 phút hồ. Không phải làm không vậy mà. Có khi mà làm vậy tự nhiên nó quẹo cái miệng ngộ nè. Quẹo mà giết nó nhanh lắm nghe cái miệng á. Nhanh lắm. Đúng là chơi cái này. Ông hồi xưa giờ chắc chưa có ông thầy giảng báo đạo chỉ cách đó. Chỉ cách gì ghê thiệt chứ. Nữa. Không, ví dụ như cái miệng mình nói nhanh đó là cái miệng nó nhạy nè. Hai là lưỡi nó nhanh, ba là đầu óc nó phải hoạt bát. Mà cái đầu óc hoạt bát là đầu óc gì phải không? Không phải đầu óc tính. Cái đầu óc hoạt bát là không phải tính nữa. Còn cái đầu óc tính là căng, tính là nó căng thần kinh. Nên cái người mà tính là khi họ nói chuyện họ sẽ nhức đầu. Còn những đứa nói chuyện hoài mà những đứa không nhức đầu là vì cái đầu những đứa không có tính. Ngộ vậy đó. Những đứa nói thật là những đứa nói chuyện không có tính. Những đứa chỉ nói chuyện như những đứa không có tính ra nói cái gì chứ. Cái đụng đầu nói đó. Nên những đứa giảng pháp là kể như là thôi quý vị biết rằng là nếu quý vị viết lại là mắc cười lắm. Viết lại là mắc cười lắm. Tại vì sao? Vì giống như những đứa đụng đầu với đứa xào đó. Nghĩa là nó không có đi theo cái từng tự. Người ta đi theo từng tự nên khi quý vị nghe quý vị buồn ngủ lắm.
Nghe buồn ngủ á, từng tự chờ đợi từng đoạn, nó buồn ngủ. Mà nó đã buồn ngủ rồi thì mấy công đoạn hay nó cũng ngủ mất tiêu rồi. Thấy không? Còn những đứa ghép, đúng rồi, cái thời cuộc này tao thích nhạc ghép. Thì ra những đứa biết là vì sao những đứa giảng pháp quý vị thích nghe, tại những đứa ghép. Nó ghép tùm lum, thấy chưa? Mỗi lần giảng là nó ghép tứ tung lang tan. Nên có những đoạn những đứa nói tới lui hoài luôn, mấy vị không có nhớ. Tại vì đức ghép nó tùm lum chứ nha. Ví dụ như lần này những đức nói về câu chuyện vợ chồng là đoạn đó đắp vào đoạn đó, nhưng lần sau những đức cũng nói đoạn đó nhưng nó đắp vào cái đoạn khác. Nó đắp vào cái đoạn khác. Mà vì sao nó đắp được là vì cái đầu những đức không tính. Nếu cái đầu những đức tính thì nó theo cái quy tắc tự nhiên luôn, nó theo quy tắc mà là y gan vậy hoài. Còn cái đầu không tính thì nó đi theo cái trạng thái tuôn ra tự nhiên, nó tuôn theo một cái sóng mà con người đang ngồi nghe, sóng điện con người đang ngồi nghe, là nó theo cái trạng thái con người đang ngồi nghe làm sao. Thí dụ như trưa nay quý vị là đổi vị trí con người nghe lại, là đâu thể nào mà ngồi giống hịch gì hoài đâu, sẽ có người khác vô đây ngồi nè, sẽ có vài ba người vô đây ngồi, hiểu không? Thì cái tần số vài ba người đó vô là nó đổi tần số liền. Thì vừa đổi cái tần số điện đó thì tức khắc điện những đứa cũng thay đổi. Cái này mới ghê nè, này mới số 1, đúng không? Như vậy thì nếu nói về cái học mà tập giảng pháp thì rất là dễ về cái môn này, nhưng mà không dễ. Dễ nhưng lại là không dễ. Nó dễ là ngay cái chỗ là khi lên ngồi giảng là ghen, không có đặt vấn đề là khen chê. Mắc luôn, bỏ luôn cái chỗ này, bỏ khen, bỏ chê, bỏ đi. Rồi quên mình. Ba trạng thái này là sẽ ngồi giảng pháp tự tại liền, 100% luôn. Nhận thức đạt được ba trạng thái đó. Một là quên mình, hai là không dính vào khen và chê, là tức khắc nhận thức chỉ có gì người ta thôi. Nên quý vị thấy chứ công chúng như Đức làm đủ trò, thấy chưa? Bây giờ nhận thức phát minh ra cái chuyện mà lễ Quan Âm theo những cái âm điệu, tại như Đức đã tính hồi đó tới giờ mà có mấy cái danh từ mà lại mà rất nhiều câu mà cái chữ cuối, quý vị công nhận không? Mà lần nào dính vô những cái câu đó là lễ, mệt lắm. Đi ngược câu, quý vị, văn nó ngược, giống như văn mà âm Hán nguyên văn dịch lại Việt ngữ nhưng mà nó chưa dịch ra thông câu, tự nhiên mình đọc cái nó bị nghịch miệng, nghịch lưỡi, quý vị, khó đọc. Nhưng mà hồi tối là cái đạt nhất là hồi tối của mình. Hồi tối là từ xưa về những đức lễ là hồi tối là đạt nhất về những văn tự hồi tối đó. Những đức mới nghĩ ra là thuyết pháp là phải nam nữ rồi dạ so đồ phải khác, thì cái trạng thái lúc đó con người ta sẽ háo hức, biết chưa? Nó lúc đó quý vị cảm giác rằng là khi mà có những cái trạng thái lễ mà âm điệu lạ, quý vị cảm giác nó bị ảnh hưởng cái tâm mình, để mà mình cảm thấy khỏe, mình vui lên, mình lễ phấn chắc, đúng không? Nếu như mà một âm điệu mà lễ hoài nó cảm thấy ngao ngán, cái âm điệu đó cứ hoài vậy giống như là một cái chài giả gạo, cứ là đứng lên giả xuống cứ làm hoài vậy, nó không có cái gì lạ, đúng không? Nhưng mà 500 danh hiệu thì nó phải làm sao sống động, phải làm sao đạt cái trình độ sống động trong cái lễ Quan Âm, thì lúc đó quý vị mới đề lễ mà cảm thấy thích thú. Mà lúc đó thì quý vị sẽ cảm giác được cái hạnh từ bi của Quan Âm. Chỉ cần nơi nào ngài đến, chúng sanh sẽ cảm thấy vui, đúng không? Còn bây giờ ngài nghiêm mà để cho người ta đi gì hết trơn thì cái chuyện này ngài không từ bi, nghe không? Ngài vui thì cho người ta ở tu, mà nếu như mà ngài nghiêm mà cho người ta gì hết á, không ai tu hết trơn, thì ngài không có từ bi. Nên cái từ bi của Quan Âm là từ bi mà ngài có trí tuệ. Nên cái trí tuệ để ngài làm sao để cho người ta tu được. Từ bi là ngài thương yêu giúp đỡ, nhưng cái trí tuệ là ngài phải dùng phương tiện nào cho người ta tu được, để cái sự giúp đỡ của ngài phù hợp vào cho người ta, thì đó mới là từ bi và trí tuệ. Nên nhiều người mình phải hiểu kìa, mình mà không hiểu mình chỉ nhìn vào một cái khía cạnh thôi à. Nói ủa tại sao lễ Quan Âm mày cười dữ vậy ta? Ủa vậy đi tu để làm gì à? Ngoài đời có cười được đâu, vậy vô chùa tu đi cười chứ làm gì? Mục tiêu là cười thôi.
Người ta đã nói một nụ cười 10 thang thuốc bổ. Người ta đã lấy ví dụ là cười là cái điều tích tụ năng lượng cao nhất. Bạn làm cho ta cười được không? Không dễ đâu. Không dễ làm cho người khác cười đâu. Nếu bạn làm cho chồng bạn cười tối ngày thì làm gì có chuyện về giữa bạn với vợ chồng bạn không hạnh phúc. Nếu bạn làm cho chồng bạn cười tối ngày, làm cho vợ bạn cười tối ngày thì nó thương chết được, chứ đừng nói chi mà nó đi đâu mất công. Nếu như bây giờ mấy ông mà làm cho mấy bà cười tối ngày, đố mấy bà đến tìm tôi. Đúng không? Bây giờ tất cả các ông chồng khắp nơi nơi mà vợ mấy ông đi đến đây tu, mấy ông đừng có đặt cái câu hỏi tại sao mà mày từng nào mày cũng đi đến đó làm chi vậy? Thì mấy bà chỉ cần trả lời đúng một câu: ông hãy làm cho tôi vui như thầy làm tôi vui đi. Nhưng ông nhớ, ông cũng làm cho tôi vui nhưng có tác dụng phụ. Tôi cũng từng được vui đó, nhưng mà có tác dụng phụ. Mang bầu và đẻ khổ vô cùng. Nhưng tôi đến với thầy 9-10 năm nay, thầy cũng làm tôi vui mà không bị chuyện này. Đó, cái này mới là số 1. Đúng không? Thấy chưa? Đó, số 1 là ngay chỗ này. Hay, chỗ này tuyệt vời. Mấy ông chồng đó, đầu hàng. Tao đầu hàng thầy Nhân Đức luôn. Hiểu không? Đó, thì bây giờ mình nên cho vợ mình đi đến đây để cho nó cười. Mình không có bản lãnh làm cho vợ mình cười thì tại sao không để cho người ta giúp cho vợ mình nó cười? Nó cười xong nó đẹp để về, nó cho mình, cho mình nhìn. Công nhận không? Bây giờ tôi làm tốt cho nó ngon lành đi cho mấy ông mà, chứ đâu phải là tôi tốt thì tôi giữ đâu. Thấy chưa? Công nhận không? Đó, thì bây giờ tất cả các ông đừng có lo. Đừng có lo vợ đến đây nhiều mà quên mấy ông. Mà nó càng đi đến đây thì nó càng trung thị. Vì cái nguyên lý của nhân quả nó hiểu. Nó hiểu rồi, nó không có bỏ mấy ông đâu, đừng có sợ. Nên từ nơi đó đừng có lo mà vợ đi chùa nhiều mà bỏ mình, không có đâu. Cái chuyện niệm Phật giảng sanh là cái việc nó đâu có đá đổ gia đình. Từ khi là hết duyên gia đình thôi, chứ không có đá đổ gia đình, hiểu chưa? Nên tất cả những việc này ai nghe đạo mà không cần. Bây giờ quý vị thấy từ hồi nãy tới giờ quý vị cười bao nhiêu nụ cười à? Quá trời nhiều luôn. Cuộc đời người ta nếu mỗi ngày mà cười được nhiều như vậy thì hạnh phúc biết là bao. Thấy chưa? Thì công nhận không? Coi cô kia cô nói là, cô nói thật với thầy là tối thứ hai là con làm tăng ca thầy. Nhưng không, tối thứ bảy chứ không làm tăng ca thầy. Tăng ca cả đêm. Nhưng mà nếu mà chủ nhật mà con không đến là con chết. Ôi trời trời, gì sao mà ghê gớm rồi mới đến là gì? Con cười. Ngày chủ nhật con đến để cười. Cười xong rồi con mới đủ sức để một tuần đó con tăng ca. Ghê chưa? À, mà nhiều cô có tâm sự với những đức nó thật lòng lắm nha. Phải nói là con nói với thầy, thầy đừng nói với ai nghe. Những đức nói, cô cứ nói đi. Những đức không bao giờ nói cho một người nào nghe cá nha. Những đức nói cho vài ngàn người nghe một lượt. Nó kinh nghiệm thôi. Chứ không nói tên tuổi cô đâu mà sợ. Bà nói rằng thầy biết rằng khổ lắm, cực ngày cực đêm, còn về cực chồng nữa chứ. Sao con thấy cuộc đời con sao nó cực nhiều mảng quá. Quay qua cực chồng, quay qua cực con, rồi cực đi tăng ca làm việc. Rồi có khi về dễ mà gặp chồng tăng ca. Bà nói gì đó trời. Mà nói đúng là thê thảm. Bà nói nếu mà chủ nhật mà con không đến đây là con cũng như là người chết rồi, không có một hương vị sống gì cả. Ghê không? Không có hương vị sống, bởi vì thấy chưa? Không gặp Phật Pháp. Là kể như tiêu rồi. Thấy chưa quý vị? Phải Phật Pháp hay không? Quá hay. Đúng là cái giáo pháp Đức Phật tuyệt vời.
Cái giáo pháp Đức Phật là số 1. Quý vị mà nghe hài từ hồi nãy tới giờ quý vị nghe chút là quý vị nặng nề liền. Ban đầu cười nhưng chút nó nặng nề. Nhưng mà bây giờ nghe hồi nãy tới giờ quý vị coi gần 1 tiếng rưỡi rồi đó. Nhưng mà những đức nhìn xuống quý vị nghe càng đẹp. Không, cái này là 100% luôn. Nãy như Đức bước lên, như Đức nhìn có nhiều người niệm Phật mà quý vị mệt mỏi lắm quý vị à. Nhưng mà tại sao những điều nói chuyện đơn giản mà nó làm cho quý vị đẹp thế? Công nhận không? À, ngộ ghê. Thấy chưa? Tự nhiên sao mà mình cảm giác rằng là nó quên sạch luôn tất cả những gì lo âu luôn. Không còn nghĩ ngợi gì nữa chứ. Đúng là cái pháp vị nó thắng hơn tất cả cái vị trong cái cuộc đời này. Tuyệt. Thấy chưa? Như vậy mà về cực lạc nữa thì quý vị nghĩ về cực lạc thì cỡ nào rồi? Cái thế giới cực lạc là một cái pháp giới mà gọi là phô diễn pháp âm. Mỗi ngày là sống trong, nói rõ ra là trong cái định đó quý vị. Cái người trong thế giới cực lạc là sống trong định. Mà cái định sanh pháp lạc. Quý vị vui đây chỉ vui cái bên ngoài, nhưng mà thật sự là trong cái định là sanh pháp lạc. Mà trong cái định sanh pháp lạc, cái pháp lạc trong định đó đó là cái pháp lạc mà nó vui không thể nào diễn đạt được. Như mà Đề Bà Đạt Đa mà khi đọa trong địa ngục mà tôn giả A Nan xuống nói huynh ở đây có khổ không, thì Đề Bà Đạt Đa nói rằng bậc A La Hán vui như thế nào trong định, thì tôn giả A Nan nói vui không thể nào diễn đạt được. Ta ở trong địa ngục vui như bậc A La Hán. Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa đâu phải là người tầm thường. Đức Phật là bậc cổ Phật thì Đề Bà Đạt Đa cũng là cổ Phật. Cổ Phật mới đi theo cổ Phật. Đúng không? À, đó, nên từ nơi đó mà Thái tử Tất Đạt Đa, Gia Du Đà La toàn là cổ Phật, nên đời nào có Thái tử Tất Đạt Đa thì đời đó có Gia Du Đà La. Đồng tâm đồng cảnh mới thể đi đồng đường đồng hướng. Nghe chưa? Giờ chúng ta đang ngồi đây mà nghe tịnh độ như vậy mà nghe râm rớt. Đây không phải đơn giản. Hiểu không? Nhiều gương mặt lạ lắm, tôi không biết quý vị từ đâu đến. Vì nhớ nghe, 4 ngày Bồ Tát lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng sanh khắp nơi nơi về đây. Như vậy thì trong đây sẽ có Bồ Tát Quán Thế Âm đến rất nhiều, cho vị biết, để hộ trì pháp hội. Hộ trì pháp hội. Và Tây Phương Cực Lạc, thế giới chúng sanh ở đó đến đây cũng không ít đâu. Quý vị không biết ai là ai, đừng có đụng tới Bồ Tát. Nhớ. Thấy chưa? Có nghĩa là Bồ Tát cũng đi giật cơm nữa. Nhớ. Tại vì sao? Vì Bồ Tát thì hiện phải giống chúng sanh, phải làm cho chúng sanh như vậy, để chúng sanh tu như thế nào. Bồ Tát đi giật cơm, Bồ Tát không phải vì cơm, mà Bồ Tát vì khảo đạo sự tu đạo của chúng sanh. Mà đi giật cơm chơi gì đó được không? Hiểu không? Bồ Tát cũng đi dành chỗ ngồi nữa. À! Dạ. Bồ Tát nào? Bồ Tát nào lanh lẹ, năng lực thần thông mạnh thì giành được chỗ cao nhất. Thấy chưa? Bồ Tát đầu yếu thì hỏi biết sao. Nói cái này tao mà giành chỗ. Đúng không?
Có cái bà kêu ông ba vô, bà dành chỗ bà làm nè. Ý bà đó là đi xung quanh, sao tôi ra chỗ này của tôi. Vì nhớ nghe, Bồ Tát đều đến khảo đạo đủ cách hết trơn, không có giỡn đâu. Làm cho ảnh hưởng đạo tràng háo hức lên, không có giỡn, háo hức á. Nó nên Bồ Tát không có gì chỗ ngồi, không gì hộp cơm. Và Bồ Tát cũng đi gõ cửa nhà vị sinh, không có giỡn đâu nghe. Tại vì biết trong đó có người ngồi trong đó, mà người này niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, nên Bồ Tát đến gõ cửa, dập 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 gõ, kêu ra nhanh đi mày, ra ra, coi Bồ Tát trong đó có kiên nhẫn hay không. Ghê chưa, quá đặc biệt thấy không. Đó nên cảnh giác đi nghe, coi chừng bước ra chữ nhầm Bồ Tát đó. Bước ra hằng hừng hực trong lòng nghe, bước ra tao mở cửa tao coi con nào mà là. Bước ra ê, đi trong nhà vệ sinh làm gì la chứ vậy. Thấy không, chỉ vô mặt Bồ Tát rồi lia lịa nghe. Lúc đó Bồ Tát nghe A Di Đà Phật, lắc đầu. Lúc đó bị thấy, thấy lắc đầu một cái là bị biết chết chết màu Bồ Tát. Nghĩa là Bồ Tát nói mình không đủ vé đi về Cực Lạc, thử một cái thôi rớt. Bồ Tát lắc đầu, trời ơi, mình đứng lại mình, con xin lỗi Bồ Tát. Nghe thầy giảng, ôi con quên, trời ơi trời. Nghe thầy giảng nhiều quá trời nhiều luôn mà. Bây giờ Bồ Tát gõ cửa con mà con lỡ chữ Bồ Tát á. Bồ Tát đâu cảm như con kêu Bồ Tát. Xong lúc đó Bồ Tát làm gì nè. Trời ơi Bồ Tát lắc đầu nữa. Lúc đó trong mắt cười lắm kìa quý vị. Không mà những điều những Đức nói, những Đức đưa vô cái bài giảng nó không đơn giản đâu nghe quý vị. Rồi Bồ Tát giành dép. Đó, giành dép. Chứ không có giỡn đâu. Cẩn thận, nếu Bồ Tát đã giành được đôi dép thì đừng giật lại nghe. Thì công phu mình đạt. Không có dép đi bộ được không? Đi bộ. Đó. Rồi Bồ Tát ngồi kế mình xì hơ. Đó, xì hơ. Khi mà mình gặp trường hợp này là mình ngồi đó mình làm sao? Lúc đó nghe cái ngồi nghe hiểu à, tôi hiểu à, tôi bị kết duyên với cái hơi của Cực Lạc. Kết duyên với hơi Cực Lạc nên vừa nghe xì hơi mà nghe cái mùi xì hơi đó mình chơi như nè. Hết lia hết lẹ. Mình còn chóp tay rồi mình nói dạ con cảm ơn Bồ Tát. Thấy chưa, đạt rồi đó, đạt. Chứ mà đừng có nghe, phiền não chết luôn. Hiểu chưa, phiền não. Nên mình phải hít cho mạnh, cho sâu vô. Mà ngộ lắm. Tại vì ngày xưa những Đức đi hốt phân mấy vị, hốt phân nhà cầu á, thì những Đức á, vô đó rồi những Đức nín thở hoài. Mà càng nín thở thì nó càng thúi. Xong những Đức nói ủa sao mà mình cứ bị động hoài ta, đã vô nhảy vô cái hầm phân để hút rồi mà cứ bị động hoài kỳ ghê. Bây giờ phải làm sao ta? À đúng rồi, chắc có cách này. Nhớ lại ngày xưa bà sư phụ có chửi mình, cuối cùng mình bị động không được, mình chủ động. Thôi giờ mình chủ động đi, vừa nhảy xuống hầm phân quý vị, lấy cây sọt 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 ngay phân, xì phân ra. Xong rồi nó đưa lên mũi kế bên làm nè. Hít cho sâu, hít chút nó đầy bên trong cái hơi phân luôn. Lúc đó là mùi phân nó không còn vô được nữa. Thì bắt đầu như đứng hốt thả ra luôn. Hốt kịch liệt luôn quý vị. Tại vì nó đầy rồi, nó giữ trong đó đầy đủ độ rồi. Thì bắt đầu là như đứa cứ hốt phân thoải mái. Còn mấy chú kia thì ông bịt mũi bịt miệng hốt không được gì. Còn như đứa họ hốt mãn mãn bự bự đưa lên. Mấy ông nói công nhận chú giỏi ghê. Hốt phân gì đâu mà hốt mãn mãn cái chợ. Nói tại vì mới vô là đầu tiên là tôi đã hít sẵn. Tôi hít trước chứ tôi không có hít từ từ.
nó đã là thúi quá mà mình hít từ từ là mình khổ nhiều. Nên thà mình hít một lần cho nó đã đi rồi mình không cần hít nữa. Thấy chưa? Mình hít vô đưa ngay lên mũi ngay cái đóng phần. Hít trầu vô, hít đâu 7-8 hơi cuối cùng nó đầy trong phổi mình mùi phân không? Rồi bắt đầu từ đó về sau là phân với mình là một, lúc đó nó không có bị ảnh hưởng. Ghê không? Mà anh thử thí nghiệm rồi mà. Nên Nhân Đức là người hút phân số 1. Thầy thấy không? Cuộc đời Nhân Đức nhiều số 1 lắm nha. Nó dở đâu, nhiều số 1 lắm đó. Đúng không? Coi chừng à. Cẩn thận ghê. Đừng có đùa cái chứa có chừng đó nghe. Nó nên từ nào đó bị gì bị nghe ha không? Bồ Tát không đó. Nói hồi nãy tới giờ những đoạn cuối cùng huyền thoại chi âm là nói rõ ra là Bồ Tát không à. Thấy là Bồ Tát không à. Thấy không? Nó nên bây giờ thôi, mình đừng có đụng bậy bạ. Mình không có biết ai là ai đâu nghe chưa? Nên mình cố gắng mình duy trì niệm Phật đi. Đụng trường hợp nào cũng Bồ Tát đó. Nhưng mà thượng ngài nói là thường bất khinh Bồ Tát thấy không? Tôi không dám khinh mọi người vì mọi người sẽ là Phật của tương lai. Thấy không? Thì thôi 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 mình không dám khinh mọi người. Mà tức quá chữ ra thôi xong bỏ qua. Nói vậy đó nhưng mà nếu cái tâm mà nó không chịu đựng được mà nó không chửi, không nó bực lên cái là tức khắc nó bực, chịu không nổi. Nên có khi mình làm được là coi người ta là Bồ Tát thì được. Còn nếu như những lúc mình tức quá thì thôi Bồ Tát thông cảm cho con tức quá. Con ấm ức quá, cho con nói đại một cái đi cho xong Bồ Tát. Đúng không? Đúng không? Là xong rồi. Thì không có để trong tâm nghe. Không có buồn dặn để trong tâm. Mà tức quá thì bùng phát một cái rồi xong. Quên. Vậy thì cũng đạt lắm rồi đó quý vị. Chứ nếu mà nói chậu nhìn ai cũng là Bồ Tát thì mình là Bồ Tát rồi. Mà mình chưa phải là Bồ Tát thì sao mình nhìn ta là Bồ Tát được? Nói thì nói vậy là lý gì thôi chứ sự thì khó làm lắm. Đâu có thể nào nhìn ai cũng là Bồ Tát được. Hiểu không? Nói phải nói lại câu này nè. Chứ nếu không á trời nó ấm ức nó ra. Tự nhiên cái gặp cái gì cũng giật cơ. Bồ Tát đó. Giật cái đôi dép cái đi chứ không nóng đó. Bồ Tát đó. Là cháu Bồ Tát. Ấm ức nó tức quý vị. Ngồi ghế bên mà xì hơi quay. Bồ Tát. Tức chịu đâu có nổi. Hiểu chưa? Nên từ nào đó mình nói tới với nói lui để Phật Pháp làm sao mà nó đa dạng phù hợp. Để đừng có để cho người ta bị ấm ức và tức tối. Để bùng phát. Để bỏ đạo. Hiểu chưa? Nên mình là phàm phu nhân vô thập toàn. Ai cũng còn sai. Buổi nào mình cũng điều tán tháng bổ nguyện Di Đà. Đi đế đi. Nhân Đức buổi nào lên chia sẻ Phật Pháp cũng tán tháng bổ nguyện Di Đà. Nhân Đức nghĩ rằng là cả đời của mình mà mình làm được vậy là chỗ quan trọng nhất cho bản thân của mình. Còn tùy duyên những người khác. Nhưng mà Nhân Đức thấy chỗ này là chỗ quan trọng nhất cho bản thân Nhân Đức. Tại vì sao? Vì mình đối với bổ nguyện Di Đà mình tin sâu quá. Và gầy dựng mãi để tin sâu. Mà cái cách chia sẻ Phật Pháp này là cái cách để hạ cái bản ngã luôn. Hạ bản ngã. Vì sao? Vì cứ nói mãi về bổ nguyện Di Đà. Nói hoài câu Phật hiệu. Có cô kia có nói là con đó thì con mới thấy người giảng pháp như thầy. Thầy cứ nói niệm Phật hoài luôn á trời. Thầy nói cái gì vòng vòng cũng là nói về niệm Phật. Thì Nhân Đức nói một câu: vì mục tiêu chúng ta tu để làm gì? Để giải thoát. Mục tiêu tu là để giải thoát. Như vậy thì mỗi một người chúng ta giải thoát về đâu? Thế giới cực lạc. Đúng không? Đã là giải thoát về thế giới cực lạc vậy thì tán tháng bổ nguyện Di Đà là đúng rồi. Vì mình niệm Phật hoài mà chưa giảng sanh mà.
Đi vòng hoài mà chưa giảng sanh. Nói thêm cái gì, dòng do làm chi, đúng không? Mình làm sao mà mình gầy dựng hoài cả đời của mình niệm Phật mà không bỏ cuộc mới hay. Nhưng Đức nói nhờ niệm Phật mà làm nên sự nghiệp, mà nhờ niệm Phật mà vui. Thêm cái nữa mình thích, pháp môn tịnh độ này gần gũi, rất gần gũi, gần gũi với tất cả hạng người. Có nghĩa là hạng người nào tiếp nhận thì gần gũi liền, còn ai không gần gũi thì xa. Quỳ vốn. Thấy chưa? Nên mình đi đến đây mình nghe ông thầy, ông nói hoài, ông khuyên niệm Phật nó bị âm hưởng. Ta nghe với âm hưởng quý vị, 4 ngày người ta nghe âm hưởng. Cái buổi chia sẻ này nữa là chúng ta 2 ngày với bữa nay, là buổi này nữa là được 9 bài chia sẻ thì tịnh độ 9 bài đó. Vì nghe thì mỗi bài nó đều có một cái đặc sắc, và bài nào cũng vui hết. Mà chính bản thân Nhật Đức chia sẻ một pháp cũng vui. Thì từ nơi đó Nhật Đức nói bổ nguyện Di Đà quá đặc biệt, nói chi dòng do tâm quốc chi cho nó mệt. Bây giờ nói hoài bổ nguyện mà ta vẫn nghe đông gì thì nói hoài đi, đúng không? Tự nhiên bản thân mình, tự nhiên bản thân mình đi làm chi cái xa nữa, đi làm chi cái lạ, để chứng tỏ mình là người hiểu nhiều chi nữa, mệt chết được. Bây giờ thà mình không hiểu nhiều gì hết mà mình nói người ta nghe hoài đông người, vậy thì mình cứ làm gì hoài đi. Mình đi làm chi, mình chứng tỏ là mình là người nghe biết nhiều, hiểu nhiều, nói văn từ cao xa. Khỏi, chúng ta cứ nói đơn giản nhất để cho người ta nghe đông là được rồi. Ta nghe mà ta cười, ta thích, ta không có ngủ là được rồi. Cứ vậy mà nói. Nên từ nơi đó mà Nhân Đức nói, nếu ai là chia sẻ tịnh độ nghe mà cả đời tán thán bổ nguyện Di Đà, cả đời là như sao? Thí dụ như từ khi gặp tịnh độ, niệm Phật, chia sẻ pháp môn tịnh độ, chừng nào nghỉ giảng thì thôi. Như vậy là một đời. Chừng nào nghỉ giảng, chừng nào già yếu hoặc là mình không giảng nổi nữa thì là một đời. Có nghĩa là một đời của mình tán thán bổ nguyện Di Đà, cứ như vậy mà làm. Tại vì sao? Vì đây là một cái pháp quá gần gũi quý vị à, một cái pháp nhân sinh đặc biệt quá. Mỗi khi con người mình nghĩ ác, làm ác gì, mình chỉ cần niệm có Phật hiệu lên là mình có một cái sự chấn chỉnh liền cái điều đó. Nó rõ ràng nó có sự chấn chỉnh. Tại sao mình không niệm Phật mà làm bao nhiêu việc chùa chiền gì đâu mà ào ào làm quá trời luôn. Vì xuống nhà bếp thì coi, nấu ăn nấu còn hơn là một cái dàn người gì đâu không biết nấu hoài, nấu mãi, nấu cái gì ra hết cái này rồi không mà ngộ nghe, đông người ăn ngon nghe vị, ăn cái gì cũng thấy ngon. Nhà Đức bên kia đi qua thấy có một số, chắc là đoàn mới đến hay sao, thấy nằm ngủ nghiêu ngáo vậy gốc cây đồ, tự nhiên nhà không ngủ thì ở đây chạy mũ ngủ gốc cây đồ chơi ngủ ghê thấy không, lạ chưa? Đó là cái bổn nguyện Di Đà mà dẫn dắt người ta gì thu hút. Chứ mình là phàm phu lấy gì thu hút? Nếu mà không nói về niệm Phật thì nói cái gì vậy? Vì nói cái gì mà người ta làm được đây? Chỉ có pháp môn niệm Phật nói mà người ta làm được. Thấy chưa? Tự nhiên người ta vô đây, người ta ngồi kín mít như vậy để người ta quạt chơi vậy đó. Thấy chưa? Vô ta ngồi kín mít vậy đó. Thì bây giờ quý vị chỉ cần mà có góc độ quan sát, vì nhìn qua thấy quý vị biết. Ô thì ra cái ông này là ông nói niệm Phật này, ông nói niệm Phật và người ta niệm Phật có kết quả này. Từ nơi đó mà người ta về đây, người ta ngồi y y y, người ta ngồi sát nhau,
mà ngồi mà nhúc nhích không được. Thì coi ngồi nhúc nhích không được mà, thì công nhận không, ngồi nhúc nhích cũng không được luôn đó. Thì bây giờ những Đức nói lên những điều này, bây giờ tất cả những người mà giảng pháp, quý vị để ý đi ha, bây giờ quý vị coi, bây giờ những Đức đi học đầu nào gì đó, mà quý vị coi 2 ngày 8 buổi giảng, buổi giảng nào cũng cực kỳ đông, mà ở một nơi luôn, không có đi đâu hết trơn, mà đông y y luôn. Cái câu này mà đâu 5 năm về trước những Đức đã từng nói với quý vị, ở nơi đi, rồi quý vị có một cái pháp tu đi, rồi quý vị giống như dựng cái cờ quý vị cao lên đi, mỗi ngày quý vị cái dương cái cờ lên chút, mỗi năm nó lên cao một chút, rồi tự nhiên bốn phương nhìn thấy cái cờ tập trung về, phải không? Đó, rõ ràng luôn. Cái điều này bây giờ quý vị xác thực rồi còn gì. Ngày xưa cái thờ cái người thầy mà những Đức đến học tập, thầy còn đi rất nhiều nghe, thầy đi rất là nhiều chỗ thầy giảng luôn, khắp nơi nơi luôn. Tới cái đời của những Đức là quý vị thấy rõ ràng luôn, mà những Đức từ khi đi vô chùa tu là những Đức có một nhân duyên như vậy. Mỗi người thì có nhân duyên khác nhau, nhưng mà mình so sánh một chút là những Đức có một cái nhân duyên là những Đức thích ở một nơi, thích ở một nơi. Và những Đức thật sự quý vị là ở ngoài đời thì trên thành phố này kia, chứ những Đức nói về miền ngoài những Đức không biết. Còn nếu mà nói về đi du lịch thì điều kiện mình ở ngoài đời nó nói nó cũng không phải cao. Đi du lịch thì phải cần có tiền, mà đâu thế nào đi du lịch mà đi một mình. Không lẽ bây giờ con trai mà đi du lịch đi một mình, đi càng buồn thêm. Đi đến cái khu du lịch mà có một mình đi, người thấy người ta có đôi có cặp mình buồn chết được. Ai mà đi du lịch mà đi một mình, đúng không? Thì giờ thôi thà rủ bạn bè đi nhậu, có bạn bè đông đông ngồi nói chuyện này kia cười chơi thì được. Nhưng mà nói về khu du lịch này kia, những Đức ít bao giờ chịu đi lắm. Cái tính những Đức là không có thích đi đến những cái chỗ mà nói là cảnh nó đẹp để nhìn ngó này kia đều. Thì quý vị biết là tính những Đức đã không xài điện thoại mà. Ngoài đời cũng là không có thích gì cái chuyện mà máy vi tính hay là điện thoại này kia, không thích nhiều. Nên cái việc mà để mà gặp này kia mà quấy quấy chụp chụp thì những Đức không có thích, không có thích làm gì, hiểu không? Giống như tính những Đức là thích chơi cái gì thì nó phải giống như nó hơi nặng nặng đô một chút, chứ không có thích mà nhẹ nhẹ. Đó, thì cái việc mà chỗ này chỗ kia là những Đức không biết. Vậy mà từ khi đi tu là những Đức có điều kiện tương đối nha, mà những Đức là không có đi luôn á, là không thích đi luôn rồi đó, là thích ở một nơi không mà không có đi đâu hết. Chứ không phải là những Đức biết rồi hết mà những Đức không đi đâu, mà là thật sự những Đức không muốn biết luôn, không muốn biết luôn, chứ đừng nói mà nói là không đi được, là không muốn biết đó. Dù nghe ai nói nơi nào đẹp 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 gì những Đức cũng không đi chứ, những Đức không muốn biết luôn. Thật sự mà nói trong lòng những Đức là chỉ muốn biết thế giới cực lạc một lần thôi. Cái này là mục tiêu những Đức đặt, là những Đức muốn biết thế giới cực lạc, chứ những Đức không có muốn biết cái cõi này nữa. Nên nó là hạ thủ công phu cái chỗ là đời này muốn biết thế giới cực lạc là chỉ muốn vậy thôi. Nên những Đức thường nói với anh em trong chùa, những Đức nói thôi mấy anh em đừng có đi tìm hiểu biết cái gì nữa, mất công mệt, ai muốn đi đâu đi đi, đừng có đi. Bây giờ đời này tại sao mình không hạ thủ công phu cái chuyện mình về cực lạc một lần đi, mà cực lạc một lần mà được về nghe là từ đó về sau không còn thói đọa nữa, chỉ cần về được một lần thôi, chứ không phải như là những cõi chờ được mình về mình còn quay lại đâu, mình trở thành thói đọa nó không có. Thế giới cực lạc chỉ cần về một lần, về một lần thôi là từ đó về sau không thói đọa nữa, là đời đời kiếp kiếp chỉ có tiến không lùi. Vậy tại sao chúng ta không hạ thủ công phu đi về cực lạc một lần đi quý vị? Mình cứ nói thế giới cực lạc, nói thế giới cực lạc đẹp tốt tán thán quá trời luôn,
Vì sao mình không quyết chí mình về đó coi thử coi sao, coi chư Phật nói có thật không, nói là chư Phật có nói thật không, rồi Bồ Tát nói thật không, Tổ sư nói thật không, quý thầy nói thật không. Bây giờ ai cũng nói đặc biệt quá, trong kinh nói cũng đặc biệt quá, nhiều người cũng nói là không có, người sau này tự phô diễn ra đủ tư cách nói chứ. Tại sao chúng ta không hạ thủ công phu quyết định một đời này, đánh cược một chiếc luôn đi quý vị, một đời này sao đánh cược luôn đi. Bây giờ nếu như mình không đánh cược cái việc niệm Phật sanh cực lạc, vậy con đường nào chúng ta giải thoát đây? Bây giờ ai mạnh dạn nói cho tôi nghe một con đường để hướng tôi đến giải thoát? Quý vị bây giờ hàng Phật tử của ai, chùa nào đi chăng nữa, quen thầy nào đi chăng nữa, quý vị hãy hỏi thầy đó, thầy dạy con một con đường nào để con một đời này giải thoát đi, thầy dạy đi. Bây giờ thầy mạnh dạn thì đề xướng ra một con đường cho con đi. Thầy nói tu môn đó gì, con hỏi thầy, con bằng người đó không, con bằng người đó tu mấy chục năm không, mà con hỏi thầy người đó có thể chắc chắn giảng sanh không, giải thoát không, thu thằng tịch diệt không. Nhiều bậc tu thiền tu đó bao nhiêu chục năm, quý vị nhìn đi, hãy xác thực đi rồi con hỏi thầy, người đó có thể thu thằng tịch diệt tự tại giải thoát một đời này không? Không chỉ bản thân con à, thôi được rồi thầy, cho con cược một chiến một đời này đi. Là con thấy rằng sách vở nói về cái chuyện giải thoát của người niệm Phật nhiều quá. Chư tổ sư của Tịnh Độ mà nói giải thoát thì quá nhiều, kinh giáo tán thán gì cực lạc thì nhiều quá. Người cư sĩ niệm Phật giảng sanh, Lưu Xá Lợi nhiều tấm gương giảng sanh, nhiều quá. Thôi thầy cho con cái cơ hội này, đừng có trách con gì hết, cho con quy hướng niệm Phật luôn đi. Nếu như con đi đến chùa thầy mà con tu không được, thôi lâu lâu thà con đến phụ trợ thầy cái gì của Tam Bảo, thôi con không đến nữa đâu, vì con đến con tu không có được. Thầy để cho con tu được cái pháp này tại nhà con đi. Rồi đã đi đến chùa tu không được rồi thì lập nhóm luôn đi, tự cư sĩ lập nhóm nhóm khắp nơi nơi, lâu lâu đi đến đây được thì đến, còn không đi đến được thì ở tại cái nhóm của mình nơi nào nơi nào. Chùa chiền xây lên không dẫn người ta tu được, mượn luôn. Bây giờ con chân thật, con thật 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 thiệt tình mạnh dạn luôn, bây giờ thầy cho con mượn đi, mỗi một lần con tổ chức tu con đưa thầy bao nhiêu tiền, làm không? Thẳng đi, chúng ta tại sao không thẳng thắn, chúng ta còn vòng vo tam quốc gì nữa. Cái thời cuộc này là thời cuộc cơm áo gạo tiền, chúng ta nên nói thẳng đi. Như bản thân những đức ở đây, những đức làm chuyện Phật sự trong chùa, những đức nói tôi cần cái đó lo cho chúng sanh đó, có ai cúng không? Nó thẳng vậy đó, thật sự làm việc cho chúng sanh mà. Bản thân mình mỗi ngày ăn 3 buổi cơm làm việc gì, 3 buổi cơm không ăn được sao? Còn những việc khác là làm cho người ta mà, để thấy về ào ào người ta, thấy không? Đó, nên từ nơi đó thì mỗi một con người chúng ta nên xác thực đi, đừng có vòng vo tam quốc, nói mà kiểu mà nói trước nói sau, nói vòng vo tam quốc, nói mà công hao xăng thì nó làm gì, giống như xe chạy vòng vòng, đúng không? Giống như có cô đến chùa, cô hỏi Nhân Đức, cô hỏi thầy, thầy nhìn con thấy đẹp không? Nhân Đức hỏi nói vòng vo, Nhân Đức nói đẹp. Xong Nhân Đức nói cô cũng hỏi ngon ghê, Nhân Đức cũng trả lời ngon luôn. Thời cuộc mà vòng vo chi hao xăng dầu.
Thì thấy không? Nên từ nơi đó cái gì thẳng một tiếng đi, dễ hiểu, khỏi dòng do. Cái thời cuộc này con người ta, cái đầu người ta nó suy nghĩ nhiều về cái chuyện làm ăn quá. Nếu mà nói Phật pháp mà nói vòng vòng, coi chừng con người ta sẽ không suy nghĩ ra. Mà vừa suy nghĩ ra cái chạy đi làm quên mất tiêu. Thấy không? Nên bây giờ Phật pháp là phải nói một cái là hiểu. À bây giờ tịnh độ đúng không? Vậy đó, tu đi. Đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật niệm đi. Rồi ở nhà sáng tối, như vậy đó tu đi. Có cái hình ảnh sẵn là không biết lễ đúng không? Bấm lên cái nhìn lễ trong tivi thì sao? Lễ theo gì? Rồi cứ như vậy mà tu. Đúng không? Quá tiện. Tự nhiên bây giờ nhà nước đưa lên tư tưởng cho quý vị là nhà quý vị tự nhiên có một ngôi chùa nhỏ. Đặc biệt ghê không? Mỗi một nhà tự nhiên có ngôi chùa nhỏ à. Quá hay. Bây giờ có nhiều Phật tử nói rằng lúc trước con đi đến chùa thường xuyên, sau này con có phương pháp tu, con tu ở nhà. Xong á, một số người nói rằng không đi đến đây nữa đi, rồi mai mốt á có hậu sự gì á rồi tự lo nghe. Sao con nghe con cũng sợ quá thầy. Những đức nói rằng trong tâm ta có Phật thì ta không có sợ cái gì hết chứ. Sợ là trong tâm bạn không có Phật nên bạn mới đi kiếm cái bên ngoài. Thí dụ như nếu những đức nói với vị câu gì, cái vị trả lời lại câu nè: thầy lo cho thầy đi thầy. Cái pháp của Phật á, là cái pháp á, tự lo cho mình. Nhớ nghe, cái giáo pháp của Phật á, là chỉ đem chia sẻ, nhưng thật sự là mình tự lo cho mình đó quý vị. À, lúc còn sống này nè, phải nghe để rồi tu đi. Chứ đợi lúc mà ngáp chết rồi lỡ lo cái gì? Lo cho cái xác chết hả? Lo cho cái xác chết được cái gì? Lo cho cái xác sống không chịu lo, mà đi lo cho cái xác chết. Nhớ nè, cái pháp của Phật đó là cái pháp lo cho xác sống, chứ không phải lo cho xác chết đâu. Nếu cái pháp của Phật mà lo cho cái xác chết là lo có dụng ý, Phật có dụng ý nên mới lo cho cái xác chết. Nhưng Phật là luôn đem cái giáo pháp lo cho người còn sống, dạy người còn sống có sự an vui tự tại. Nên cái pháp của Phật là lo lúc còn sống. Phải không? Quý vị công nhận xác thật không? Đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng chúng ta một chuyến đi đến đây thật sự quá xứng đáng. Bây giờ mỗi ngày càng nghe như vậy để mà chúng ta bồi dưỡng, thì đăng ký cái trang chân thành niệm Phật của chùa mình nè, Vô Lượng Thọ. Cứ đăng ký cái trang đó đi. Rồi mỗi ngày như Đức giảng hai buổi, chủ nhật đồ ở xa, ở Macau gì đó cũng bấm cho mình coi được. Mạng bây giờ nó bao trùm, nó tần số khắp nơi nơi, thấy không? Ở nước ngoài gì người ta cũng coi được mà. Nên như Đức nói Macau, Maroc gì đó, hiểu chưa? Cũng coi được. Đăng ký cái trang là tự nhiên là tới buổi giảng để lên là nó hiển thị lên cho mình để mình coi. Giờ dắt chúng ta trực tiếp giảng, ví dụ như bây giờ mỗi buổi sáng đi, những đức giảng trực tiếp đi, là cái thời gian là khoảng 5:15 mỗi buổi sáng khi tu xong thờ ở đây. Đức giảng là 5:15 là trực tiếp. Còn buổi chiều là khoảng 2:00 buổi chiều là hai bài giảng, một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Trên lệch 1-2 phút gì đó. Còn nhiêu là thời gian nó theo quy định thời gian vậy thôi. Còn như thứ bảy chủ nhật thì có khi nó hơi sớm muộn chút, tại vì những đức cộng tu hai bên chùa. Cứ như vậy mà nghe hoài, cả đời cứ niệm Phật. Ai nói dòng do tam quốc, ai nói cái gì hay mình cứ nắm câu Phật hiệu, nắm cho chắc, đừng buồn. Chỉ cần trong tâm bạn có Phật thì tự nhiên không có ai mà hâm dọa bạn được chứ. Không ai hâm dọa mà được, nghe chưa? Có khi những đức hướng dẫn Phật tử giúp cho quý vị tăng lên cái tâm lực quý vị mạnh.
tăng cái tâm lực mạch. Có khi mình đến với cái cuộc đời này mà có khi mình tội nghiệp mình quá. Ví dụ như mình gặp một cái người đàn ông mà nó mạnh mẽ, nó dẫn dắt mình chân thật thì mình theo, mình lao theo thì đúng là cũng ý nghĩa đi. Mình phương hướng không có, nên mình may tay mình gặp cái người mà nó dẫn dắt mình chân thật thì mình lao theo, mình lấy nó làm đầu kéo cũng ngon, đúng không? Làm đầu kéo, nó kéo mình ngon. Còn mình gặp cái thằng nó kéo tàu lao mà mình đi dùng nó làm đầu kéo, nó kéo mình đi xuống nhà hầm cá cha, cá cha nó rỉa mình không còn miếng thịt, chứ đừng nói chuyện dưỡng chơi, hiểu chưa? Mình nói gì mở rộng ra chút nên nhìn nhận đi nghe. À, đó, nên thí dụ như trong chùa mình những đức nói với đại chúng trong chùa mình, những đức nói tôi bây giờ tôi còn có cái mạng cùi, tôi nói tôi mạng cùi, tôi còn có cái mạng này nên tôi gan lắm. Người mà có nhiều thứ thì không có gan, còn tôi không có gì cho nên tôi gan lắm. Chùa tôi cũng đâu có đâu, chùa Hòa Thượng, hiểu không? Chúng là duyên hợp thì gặp, duyên hết thì xa thôi. Bữa nay người ta quý mến mình, ngày mai mốt người ta đá mình lộn mèo. Rồi trong cái cuộc đời này cái tình cảm gì mà thật quý vị hu hiểu chưa? Chỉ có những giây phút gặp nhau như vậy mà nhiệt tình đó là quý lắm rồi, hiểu không? Tình cảm thật gì sao chúng ta xa nhau, xa nhau rồi qua một đời chúng ta không biết gì nhau nữa chứ, là thật cái gì? Có khi trong đời này nè, bây giờ quý vị đang quý mến gì nè, vậy mà mai mốt nghe cái gì một cái là bắt đầu là bình luận nè, thấy không? Dễ dao động. Nó bây giờ nghe gì nè tin đó, nhưng mà vậy đó mà nghe ai nói cái gì á, à vậy hả, tao vậy đó, nghe nói cũng ngon ghê mà vậy đó hả, rồi chở mặt như lặt bàn tay đó, dễ lắm. Quý vị coi trong cái cuộc đời này quý vị đến với nhau, từng yêu nhau là vợ chồng, vị thấy không, bao nhiêu sự hứa hẹn chưa? Vì mà bao nhiêu tình hứa hẹn đó nó đã có lặt bàn tay rồi đó, có không? Đó, nên mình sống chung đạo là được rồi. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúng ta về đây để dự lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, được niệm Phật, nghe pháp, lễ Quan Âm. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Ngài xây chùa mà mình có nơi gì mình về mình ở mình tu. Cầu nguyện cho Hòa Thượng có sức khỏe tốt. Và chúng ta nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị và tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi và chúng sanh. Nhờ hưởng được cái công đức này mà có được cái bình an tiếp nhận Phật pháp để niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem cái công đức tu này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, thự thực biến thập phương nhất tiết từ cộng
nguyện về tự công đức vô cập nhật thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo, như đăng ngũ tình chung ngã kim tí nhờ cung, thừ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình cộng. Nguyện về tự công đức vô cập nhật thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đăng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, thờ thật biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng. Vì tự công đức vô cập nhật thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lũng lắng ta bà ha, án một lũng lắng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta về chùa tu, có khi người thân mình mắc chưa siêu thoát, ta cũng về đây thì cúng thí thực gì ta mừng lắm. Nhất là những người mang nghiệp phá thai, mình đi đâu thai nhi theo đó. Nên khi mình tu, mình nghe pháp, mình hoan hỷ, các cháu cũng hoan hỷ. Khi cúng thí thực thì thành tâm thành ý cúng và niệm Phật, các cháu lợi ích lớn dữ lắm. Nhất là nguyên một cái đoàn thể đông gì, mà khi cúng mà niệm Phật là thù thắng lắm. Có những hương linh mà người ta buông xuống vạn viên, người ta niệm Phật ấy, lúc này Phật rước ta về cực lạc luôn. Đó là thù thắng lắm nha quý vị. Nên cái cúng tí thực phóng sanh mà nghe pháp đồ đặc biệt lắm. Mình về chùa cái này lợi ích lớn dữ lắm. A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Nhờ cái công đức phóng sanh mà
chúng ta có được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Cái người sanh ra đời mà eo ọt khó nuôi, bệnh hoạn, chết yểu là do cái nghiệp sát nặng quá nha. Thí dụ như đứa con mình sinh ra mà nó trợn mắt, nó nhìn mình, nó bất hiếu với mình, nó cãi lời mình là do nghiệp sát mà ra. Nên tại sao nhiều cháu nhỏ nó về chùa mình viết từ nó hiền. Nhiều người làm cha làm mẹ nói, ủa nó về đây từ từ nó sửa đổi thầy. Tự nhiên phóng sanh niệm Phật viết nó sửa đổi. À đúng rồi, phóng sanh trả nợ nghiệp sát. Nên từ nơi đó mà mỗi lần chương trình chùa mình lễ là phóng sanh suốt rồi. Ngày phóng sanh được 3 lần, cúng tế thực 2 lần. Nên từ nơi đó mà vị về đây đều tùy hỷ cái nhân duyên này thù thắng dữ lắm. Và những con chim này cũng do từ tạo cái nghiệp bất hiếu với cha mẹ, hung sùng rồi ngỗ nghịch, rồi sân si, đố kỵ, thành ra một cái nghiệp quả gọi là ngu si, mà chiêu cảm thành cái quả báo làm súc sanh, làm chim. Nên chúng ta biết được tất cả con ruồi, con muỗi, con kiến đều là do con người tạo nghiệp mà sanh ra, chứ không phải là nó không phải là con người đâu. Nên Phật nói là tứ sanh phụ mẫu. Nên chúng ta nghe đạo rồi tập từ từ ăn chay trường đi. Ăn chay trường nó không có thiếu chất dinh dưỡng đâu. Những đức từ khi ăn chay tới bây giờ nó lên được 20+ ký. Chùa mình mà có nhiều cô mà nó 70+ ký. Gái mà 70+ ký suy dinh dưỡng đó. Không? Mấy bà cụ trong chùa như đức nuôi bà nào bà nấy mập lù. Ốm đâu mà ốm. Mấy bà già ngoài đời vô mà bà quặt một cái lộn mèo luôn. Mấy bà già chùa mình mạnh dữ lắm. Nuôi 700-800 bà mà thuốc men gì đâu. Không? Mấy bà già ngoài đời đi rê. Bà già chùa mình mạnh cùi cùi. 80 tuổi rồi đẩy xe gùa đi dù dù. Nghĩ đi, suy dinh dưỡng đâu. Những đức nuôi mấy đứa nít bên bảo tháp kìa. Đứa nào đứa nấy nó có 14 tuổi mà 75 ký. Vì nghĩ làm gì thiếu chất dinh dưỡng. Ăn chay không có thiếu chất dinh dưỡng đâu. Ăn thịt nó mới thiếu chất dinh dưỡng. Vì thấy có nhiều đứa nó ăn thịt nó mập kỳ lắm. Cái mặt nó nồng nồng. Nhưng mà cái người ăn chay những đức 75 ký nè. Vì thấy những đức có mập gì đâu. Nhìn nó gọn một đơn giản đâu, đâu có là ọc ịt ịt đâu, đúng không? Lại đứng lên đứng xuống dù dù. Quý vị thấy có nhiều người ta mập ta đứng. Đứng kỳ cục. Ta 75 ký ta đi xèo dèo, ta đi du du. Mà chân nó hơi mỏi đó, đau nó nghe. Đi chậm đó. Chứ mọi bữa mà tôi mà đi nhanh ai mà chạy tôi là té hứ hứ. Có giỡn đâu. Nên từ nơi đó ăn chay đủ chất dinh dưỡng và mang tâm được từ bi và tiêu nghiệp chướng nha. Này là thù thắng đó. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y cho mấy con chim xong thả. Thả xong ở trên quanh chùa đây niệm Phật đồ giáng sanh nha. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. À, chúng ta xuống chỗ có cơm mình lấy hộp cơm ăn quý vị. À, chúng ta vô chai đường cũng được, vô nhà ăn cũng được, hay ghế nào chỗ nào ngồi được ngồi ăn cơm. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng xong ngủ ngon nha. A Di Đà Phật.